trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn đi sửa một cục sạc iPhone và cách phân biệt cục sạc iPhone chính hãng và hàng nhái fake nha các bạn. Thứ nhất, ở đây mình sẽ đi về vấn đề cách phân biệt cục sạc iPhone zin và fake. Như các bạn đã thấy trên tay mình đó là cái cục, có một số loại sạc iPhone nha các bạn. Cái này của iPod nha. Còn này, mấy này các bạn đã quá quen thuộc rồi ha. Thì các bạn để ý cho mình nè. Thứ nhất là cái trên đây nè các bạn, nó sẽ có cái logo hình trái táo khuyết của hãng Apple nha luôn nha các bạn. Ở đây mình sẽ nói về cái vấn đề màu sắc. Các bạn nhìn thấy không? Cái này màu nó hơi lạc một tí nha các bạn, nhưng mà nó vẫn nổi lên chứ nó không có hình in quá đậm nha các bạn. Còn cái thứ hai á, các bạn nhìn thấy cái, trong cái khe cắm USB nè các bạn, bên trong đây á, là các bạn thì nhìn thấy cái mã số nha các bạn. Ở đây nhiều bạn không thấy rõ, các bạn có thể lấy đèn pin các bạn rọi vô nha. Bên trong cái khe các bạn thấy không, có ghi cái mã số mà rất rõ nét nha. Tuy nhiên cái chính đó, nè, logo cái biểu tượng này nè các bạn. Các bạn quan sát á, mấy cái dòng chữ ở trên đây luôn nha các bạn. Kế tiếp á, thì các bạn nhìn nè, giả sử này cái dắt tròn nha, cái dắt cắm AC dắt tròn, hoặc là có những loại như dắt dẹp như vậy thế này, cái chân cắm dẹp đó nha các bạn. Thì đối với dắt tròn á, thì các bạn nhìn thấy không, nó không bị dính bao bìa nha các bạn, rất là sáng bóng ha, nó liền nguyên khối. Còn đối với sạc lô á, nó cái này cái mấy chi tiết của chân cắm nè các bạn, nó sẽ có bao bìa ở đây nha các bạn. Rồi cái màu sắc đó nó nhiều khi á, nó sáng quá hoặc nó mờ quá, tối quá nha các bạn. Còn đối với những cái chân cắm mà dẹp như thế này các bạn, các bạn cũng quan sát để ý cho mình cái chân cắm nha, nó không bị có bao bìa nha các bạn. Ở đây là mình sẽ lấy một cục sạc lô cho các bạn thấy, các bạn so sánh đó, cái màu sắc của nó sáng hơn nha các bạn. Rồi các bạn nhìn trong cái lỗ này nè, mấy cái lỗ cắm này nè các bạn, rồi phía ngoài các bạn thấy xuất hiện bao bìa không? Đây là cái một phần để các bạn đã nhận biết ra cái sạc lô hay sạc zin nha các bạn. Tụi cái màu sắc nó không đồng đều á, ở trên này có bao bìa, nó xuất hiện bao bìa nè. Còn đối với cục sạc zin của mình á, chân cắm dẹp á, các bạn thấy không, nó luôn bo tròn nha các bạn nhìn không bị gợn, các bạn sờ vô nó không bị lẫn cấn bao bìa. Đồng thời cái lỗ bên trong nè các bạn, nó cũng y hệt như vậy nha các bạn, nó không có như cái kích thước cái lỗ các bạn. Bên trong nó sẽ có, nói chung là không có bao bìa nha các bạn. Còn bên trong này các bạn, nó các bạn nhìn thấy không, nó vẫn còn bao bìa, các bạn nhìn sơ qua sơ bộ. Rồi một cái vấn đề bên ngoài nữa là các bạn cầm hai cục sạc lên, cục dưới cục sạc zin và cục sạc lô á, thì cục sạc zin các bạn sờ thấy nó rất nặng, khá nặng hơn bạn so với cục sạc lô ha. Sạc lô thì tất nhiên là nó phải rẻ nhẹ hơn nha các bạn. Rồi hiện nay bên Trung Quốc á, người ta chế tạo những cục sạc lô mà rất giống cái iPhone chính hãng luôn nha các bạn. Thì ngoài cái cách mà các bạn nhìn sơ qua và vấn đề nói chung về trọng lượng nè, nhiều cái cục sạc lô nó làm giả giống y như thật luôn, và các bạn sờ vô nó cảm thấy rất nặng. Rồi cái mấy cái chi tiết như thế này nè, chân cắm hay cái biểu tượng logo này nó cũng làm giả y hệt nhau à. Thì các bạn quan sát bên kỹ bên ngoài, sau đó các bạn có thể tháo bên trong ra, trường hợp một cục sạc đã hư á nha bạn, các bạn tháo bên trong ra các bạn kiểm tra coi nó đúng là hàng chính hãng hay không nha bạn. Thì cái, nói chung là khi các bạn tháo ra ruột bên trong ra thì tất nhiên là nó sẽ không bao giờ nó lầm lẫn được nha các bạn. Thì giữa cái hàng lô và hàng chính hãng á, nó sẽ có chênh lệch khác nhau hoàn toàn nha các bạn. Rồi tiếp theo đây á, mình sẽ hướng dẫn các bạn một cái mẹo rất là cơ bản để mà các bạn phân biệt cho mình cái cục sạc lô hay cục sạc zin nha các bạn. Như ở đây á, mình có một cục 500 ha. Đối với những cục sạc
zin á thì các bạn để vô nó cái chân chống AC của nó sao không bị hít nha các bạn. Vì cái hãng Apple nó chế tạo đa phần cái hàng chính hãng các bạn, nó chế tạo là cái mấy cái kim loại này á, nó không bị nhiễm từ nha các bạn. Nói chung là phần thành phần sắt bên trong á, tại vì nó thiết kế bên trong á là cái thành phần sắt á nó có ít rất ít nhưng mà nó không có đủ mãi. Còn những cái cục sạc lô á thì sắt nó rất nhiều nha các bạn, nên nó hít rất mạnh. Thì các bạn phân biệt á, các bạn lấy cho mình cái cục 500 nha. Mình giả sử đi, trong đống cục sạc này đi. Rồi. Đây là sạc zin nè các bạn. Nè các bạn, đã giờ hít nè, nó không hít đúng không? Lấy cục 500 cho mình. Các bạn đỡ sát vô hai cái chân cắm nè các bạn. Rồi các bạn nhìn thấy không? Nó không bị hít nha các bạn. Là một phần là các bạn khẳng định là sạc zin nè. Cái này sạc zin nè. Đỡ qua bên. Rồi đối với nhà sạc lô nè các bạn. Các bạn chưa cần biết, không cần biết cái sạc dơ lô chi mà các bạn thử test cho mình. Rồi các bạn thấy không? Nó hít như vậy á là chứng tỏ là sạc lô nha các bạn. Tại vì để mà tiết kiệm chi phí sản xuất á, với sản xuất đại trà hàng loạt á, thì nó sẽ chế tạo ra cái sắt nhiều hơn nha các bạn. Thì trong quá trình mà sử dụng một thời gian sau á, các bạn nhìn thấy nè, bên đây á, nó sẽ bị rỉ sét nha các bạn. Tại vì thành phần sắt nhiều á. Đây nó hít nè các bạn, nó hít thẳng luôn nha. Và các bạn có thể dùng cách này các bạn test. Đây là cục sạc lô ha. Để các bạn đỡ đây nè. Các bạn đỡ không? Nó không hít nha các bạn, không bị hít. Là chứng tỏ là cái đây là cái cục sạc zin nha các bạn. Ở đây nếu các bạn có thể so sánh cái cục sạc iPhone với cục sạc Samsung. Đây là cục sạc Samsung chính hãng luôn nha các bạn. Rồi. Đây nè, các bạn bỏ vô này. Cái 500 là không, nó không bị hít nha các bạn. Nói chung cái standard, cái tiêu chuẩn của nó, của nhà máy á, của tất cả các hãng nó mà uy tín á. Nói chung là có kim loại sắt bên trong nhưng mà một, nói chung thành phần chút xíu thôi, không có nhiều mà đủ để đủ cho nó hít đơ lên nha các bạn. Thì có sắt lơ vô á, phần kim loại nó mới cứng nha các bạn. Đây là cục sạc zin chính hãng của hãng Samsung. Đây là cái cục sạc nhanh nha các bạn. Các bạn nhìn thấy không? Cái output nó ra nó sẽ có hai cái mức điện áp 9V và 5V. Kèm theo đó cái dòng sạc cũng thay đổi luôn nha các bạn. Nó ra tương ứng, ví dụ ở đây 9V á thì cái dòng sạc của nó là khoảng 1,67A nha các bạn. Còn đối với cái điện áp ra 5V á, dòng sẽ ra là 2A nha các bạn. Thì đây là cục sạc chính hãng của Samsung. Các bạn cũng cứ lấy cái cục này nè, cục 500 các bạn hít vô thử. Các bạn rõ ràng nó không bị hít nha các bạn. Còn đối với những cục sạc lô á, thì các bạn sờ, nói chung tiêu chuẩn của nó không bằng cái chính hãng, nên các bạn đụng vô là nó hít liền. Thấy không? Các bạn gắn 500 vô hai chân AC cắm đó, tại vì bên trong lại chế tạo sắt nhiều các bạn. Mọi cái phần bên ngoài nó sẽ xi mạ cho nó sáng bóng thôi, nhưng mà thực chất là nó không bằng hàng chính hãng. Là các bạn hít liền nha các bạn. Là mấy cục sạc này hoàn toàn là cục sạc lô hết nha các bạn. Đây là cái cách phân biệt sơ đẳng để mà kiểm tra cái cục sạc zin cục lô ban đầu nha các bạn. Tiếp theo đây mình sẽ tiến hành mình tháo bên trong cái cục sạc zin và cục lô, xem cái linh kiện bên trong nó như thế nào nha các bạn. Thứ nhất á, khi các bạn mà tháo ra thì các bạn có thể dùng cái mũi dao nào bạn mang dọc giấy á, các bạn này từ từ ha, để cho cái rãnh bên trong nào. Rồi các bạn bẫy ra cái từ, nếu mà cục sạc lô các bạn bẫy ra rất nhanh nha các bạn. Nó dễ dàng ha, tại vì nó không có đổ keo nhiều ha các bạn. Còn cái cục sạc zin của mình á, các bạn tháo ra, các bạn làm nó khá mất thời gian nha các bạn. Nào, mình đã tháo ra một cục sạc zin rồi. Mình sẽ tháo ra các bạn thấy. Đây bên trong nè các bạn. Bên trong nó sẽ có lớp keo rất chắc chắn nha các bạn. Còn đối với cục sạc lô á, nó sẽ không có lớp keo này nha.
sạc lô không có keo nên cấp đẩy đó, cái chân AC lên đó là nó rất dễ để nói chung cái nắp phía sau ra thì các bạn rất dễ mà tháo rời nha. Còn đối với cục sạc zin đó rất khó nha các bạn. Nói chung các bạn làm đủ mọi kiểu đục đẽo hay làm gì á, các bạn nạy lên, nạy cho cái lớp keo này nó bung ra thì các bạn mới lấy ra được nha các bạn. Rồi tiếp theo đây mình sẽ tiến hành mình tháo cái cục sạc zin với cục sạc lô ra xem như thế nào nha các bạn. Các bạn lấy cho mình một cái cây nhựa, sau khi các bạn tháo cái phần nắp phía trên nữa, các bạn đẩy đi, thọt vô cái khe, các bạn đẩy, các bạn lấy thấy được cái bo, các bạn rút ra cái bo cho mình. Đây là cục sạc zin nha các bạn. Còn cái đối trường hợp cái cục sạc lô các bạn cũng làm tương tự ha. Đây nè, các bạn lấy cái cây nè, các bạn thọt vô cái giữa. Rồi, các bạn lấy cái bo ra cho mình. Đây là cái cục sạc lô nha các bạn. Nó nháy bên ngoài, nó nháy giống iPhone thôi ha. Thế thì ở đây cái linh kiện nó như thế nào? Các bạn nhìn thấy cục sạc zin và cục sạc lô. Đây nè các bạn, cái cục sạc zin của mình nó nguyên khối nha các bạn. Đồng thời nó có sẽ có một cái rãnh. Như các bạn đã thấy đối với những cục sạc zin đó các bạn, ở bên đây nó sẽ có hai cái rãnh, rãnh hai bên hông nè các bạn, để gắn cái bò. Thì nó sẽ thiết kế một cái phần sơ cấp và một phần thứ cấp. Đây mình nói sơ về cái bo sơ cấp nha các bạn. Sơ cấp là gồm cái gì? Nó gồm sẽ có con điều ốc chỉnh lưu nè các bạn, nó IC chỉnh lưu cầu nha các bạn. Này điều ốc chỉnh lưu ha. Và một con IC tạo xung dao động. Đây là con này nha các bạn. Ngoài ra cái linh kiện chủ yếu của nó là một cái con biến áp xung. Sẽ có bên phần sơ cấp nha các bạn, là sẽ có hai cuộn dây 4 chân. Còn bên phần thứ cấp của nó, nhìn thấy bên trong á, cái cục vàng vàng này á, là biến áp xung nha các bạn. Nó giống như cái đây là cái cục sạc. Nó sẽ có 3 cuộn dây 6 chân. Cái cuộn dây của biến áp xung á là có một cuộn sơ cấp nè, một cuộn thứ cấp nè, thứ cấp là bên phần bo mạch thứ cấp các bạn, và một cuộn hồi tiếp nha các bạn. Thế thì trong cái cục sạc, đây là cái cục bo mạch cục sạc bình thường. Còn cái coi xong cục sạc bo mạch điện thoại cục sạc của iPhone chính hãng á, zin á, thì cái cuộn thứ cấp đó các bạn, nó sẽ tách rời ra và nó nối vào bên trên mainboard của cái bo mạch thứ cấp. Thì trước tiên á, các bạn quan sát cho mình á, các bạn nhìn thấy linh kiện không? Để tiết kiệm á, nó tiết kiệm không gian diện tích á, thì nó sẽ thiết kế toàn là cái linh kiện dán HDMI nha các bạn. Còn các bạn kiểm quan sát cái mối hàng nè, mối hàng mối nối nè các bạn. Đồng thời á, các bạn kiểm tra nè, cái điều quan trọng nhất á là mấy cục sạc zin chính hãng này đó các bạn, nó đều có cái mã số của nhà máy nha các bạn. Các bạn bất kỳ trong nói chung là tiêu chuẩn standard của nó, các bạn vô nhà máy nó cờ đều có cái mã số mã vạch hết, từ cái bên trong cái khe này các bạn, cắm xuyên cắm USB á thì nó sẽ có từ cái mã số nha các bạn. Trên mỗi bên bo nó cũng có mấy mã số hết nha các bạn. Đây là nó đã nó theo nói chung nó từng cái module một rồi nó lắp ráp lên. Đây phần nhựa của nó nè, nó cũng có cái mã số hết nha các bạn, băng keo nó dán rất chặt nha. Rồi các bạn nhìn thấy không, cái mã số của nó, tại vì bên trong nhà máy nó sẽ có từng khâu nó thiết kế. Đây là cái bo mạch sơ cấp nha các bạn. Mạch thứ cấp của nó nè là mặt ngó ra, ngay các phần nhựa mà nó mà gắn á, nó cũng có cái mã số hết mà. Tuy nhiên á, có một số cục sạc của Trung Quốc các bạn nó nhái á, thì nó cũng thiết kế y hệt như vậy. Nhưng mà các bạn để ý cho mình á,
Còn cái linh kiện đây nè, nó sẽ dán một cái con này, nó sẽ dán bằng keo cách nhiệt luôn nha các bạn. Nó dùng cách điện cách nhiệt luôn nha. Có nhìn thấy không? Mấy con tụ dán, chở dán á, nó chảnh to nè các bạn. Nó đều được hàng rất đẹp nha các bạn. Ngoài ra cái vấn đề chủ yếu của nó là các bạn, chính là cái con điện chở cầu chì. Đây là cái bo mạch của cục sạc lô nha các bạn. Các bạn nhìn thấy không? Nó thiết kế rất là sơ sài nha các bạn. Ở đây là linh kiện toàn là linh kiện chân cắm không, mà không có phải thiết kế như cái linh kiện dán nguyên khối như cái cục sạc chính hãng nè các bạn. Nè, cái biến áp xung của nó nè. Rất là, cái này là toàn là bộ là cái này là rất rẻ tiền nha các bạn. Mình nói sơ qua về cái mạch của cái cục sạc lô nha các bạn. Từ bên đây các bạn thấy không? Hai chân cắm AC nó vào, ngay cái giắc cắm nha các bạn. Cái này là nó không bọc keo. Nó dùng hàng rất sơ sài, nó dễ bị bung chân nha các bạn. Còn đối với cục sạc viên của mình á, cái này nó dán keo cứng ngắc luôn mà, nó chắc nha. Nó đảm bảo đã không bị bung cái mối hàng ra các bạn. Nó cố định được. Thêm vào đó các bạn, cầu diốt nè, rồi có mấy cái con điện chở cầu chì á, hay tụ nữa các bạn. Ở đây nó không xài IC giống như cái bo mạch chính hãng. Đây là IC dao động các bạn, nó sẽ có hai con chảnh to nha các bạn. Một con dao động nha các bạn, tạo dao động, một con kích xung nha các bạn. Chảnh to này thì nó dự dụng là 13001 hoặc 13003 nha các bạn. Rồi nó đưa vô biến áp xung. Còn đối với cái phần thứ cấp nha các bạn, có một con opto nè. Mạch mở đây là mạch thứ cấp, đây là mạch sơ cấp. Thứ cấp thì nó có một cái cổng USB thôi, một con điều chỉnh lưu nè các bạn, một cái tụ, mấy con điện chở, một cái con zener và một con opto nha các bạn, là photo quang á. Nói chung là rất đơn giản nha các bạn. Nhưng mà nó bên đây nó sẽ nhái, nó dùng là nhái sơ đồ nguyên lý hoặc là nó tự thiết kế nên cái bo mạch của nó các bạn. Các bạn nhìn vô nó nói chung là hàng giống như mấy cái mạch của bên Nhật Tảo nó thiết kế. Cái này nó không phải giống như của nhà máy các bạn. Nhà máy nó cái bo mạch nó rất nhỏ nha các bạn. Các bạn nhìn không? Vừa nhỏ vừa mỏng luôn. Chứ không như mấy cái tôi cái bo mạch này bên đây nó thiết kế là bo mạch hai lớp nha các bạn, nên nó rất mỏng. Còn cái bo mạch ở đây á là chỉ có thiết kế là bo mạch một lớp thôi, nó chỉ có cái mối hàng á chỉ có bên đây thôi, chứ còn bên kia bên đây nó không có. Nhưng mà đối với con này á các bạn, mạch chính hãng á thì nó sẽ có bo mạch hai lớp nha các bạn. Thì ở đây á, các bạn có thể quan sát để ý cho mình á cái chân cắm AC vô á, cái lõi hình xuyến nè các bạn. Thì chỗ đó là quan trọng nhất là cái con điện chở cầu chì nha các bạn. Đối với những cục sạc nhái mà giống iPhone á thì nó cái con điện chở cầu chì này các bạn nó sẽ không bọc nha các bạn. Nó dùng bọc cao su bọc gì á, nó là dùng cách điện nha các bạn. Còn các bạn thấy không, cái con điện chở cầu chì của cái bo mạch chính hãng á, ngay cái chân hàng các bạn nó dùng bọc cách điện hết luôn nha các bạn. Rồi bên trong nó sẽ thiết kế một cái lớp như lớp cao su bên này nè các bạn, nó che chắn hết nha các bạn. Nói chung là đảm bảo cách điện hoàn toàn, rồi an toàn cho người sử dụng luôn nha các bạn. Nên đây là cách mình nói chung mình kiểm tra, các bạn có thể tháo ra các bạn kiểm tra sơ bộ cho mình. Đó, như mình đã trình bày ở trên nè, nhìn cái bo mạch nè, cách sử dụng linh kiện nè. Rồi cái nhất là cái để ý cho mình cái con điện chở cầu chì ở đây nè các bạn. Rồi cái chân cắm nè các bạn, nó hàng rồi nó có cố định chắc chắn bằng keo cho mình không nha các bạn. Cái cục thứ cấp nè các bạn, vô cái phần mạch thứ cấp của nó sẽ có cách điện luôn nha các bạn. Đối với giờ hai cục dây nè, hai cái đầu dây của cái cuộn thứ cấp trong biến áp xung
Để mà sửa cái cục sạc iPhone chính hãng hoặc iPhone nhái này rồi các bạn, thì nó nói chung là cũng dễ thôi, không có gì khó đó. Thì đối với cục sạc chính hãng á, các bạn nếu mà các bạn có ổ cắm á, các bạn cắm trực tiếp luôn nha. Rồi các bạn đo đỡ trên cái này nè, các bạn đo lên kiện, rồi thay thế, thay lên kiện này các bạn dùng cái khò cho mình nha các bạn. Khò rất dễ ha. Tuyệt đối ví dụ các bạn đỡ trên mặt phẳng á, các bạn lấy cái miếng kim loại, tấm chất kim loại hoặc cái quần mà quần jean đó các bạn lót ở đây nè, mời các bạn khò hàng á. Mình nói về cái đề thay linh kiện nha các bạn, là cách điện á đó, không có các bạn không cắm điện ở đây nha. Các bạn khò hàng và lấy khò các bạn khò. Tại vì nó bố trí linh kiện á rất dễ để mình thao tác mình lấy ra nha các bạn. Hai mặt nữa các bạn. Đây là bên thứ cấp nha các bạn. Còn bên sơ cấp nè. Cái mặt sơ cấp của mình á là có cái con IC dao động nè các bạn. Còn đây là diốt chỉnh lưu nha các bạn. Diốt chỉnh lưu 4 chân ha. Thế thì các bạn kiểm tra cái này á, thì các bạn kiểm tra cái gì? Thứ nhất, nếu mà có cục sạc hư, đúng không? Thì các bạn kiểm tra cho mình nó hư cái phần nào, phần sơ cấp hay bên phần thứ cấp. Thì các bạn phân biệt á, ví dụ là các bạn phân biệt cái mạch là mạch sơ cấp và thứ cấp rồi các bạn. Rồi nó qua con diốt nè các bạn, diốt chỉnh lưu ha, rồi qua mấy cái tụ lọc nguồn ha các bạn. Rồi nó sẽ đi qua cái USB, cổng USB. Ở đây mình sẽ không phân tích về cái sơ đồ nguyên lý nha các bạn, tại vì trong video trên kênh của mình có rất nhiều video hướng dẫn các bạn sửa cục sạc điện thoại. Rồi từ video đó các bạn có thể tham khảo để mà tìm được cái cách sửa chữa hiệu quả nhất nha các bạn. Thì đây mình sơ sơ và cái vấn đề mà sửa chữa cái cục sạc này. Ví dụ các bạn sửa cục sạc nhái hoặc là cục sạc chính hãng, mình sẽ đi hướng dẫn các bạn cái sửa cục sạc chính hãng trước nha. Rồi cục sạc nhái các bạn có thể làm tương tự. Rồi đối với những cục sạc chính hãng của iPhone nha các bạn, hay sạc nào cũng bất kỳ sạc nào á, bạn khi mà các bạn làm á, chứ quan trọng nhất là các bạn nhớ cách điện cho mình nha, con rô nó bị giật nha các bạn, từ cái nguồn 220 AC đi vô á. Ở đây mình sẽ nói về cái quá trình các bạn để các bạn đo đạc, các bạn sửa chữa. Các bạn cắm cái nguồn 220V AC cho mình, rồi các bạn để trên bo nè, để bo trên một cái mặt phẳng mà nó cách điện nha các bạn. Rồi các bạn lấy cái đồng hồ các bạn đo. Thứ nhất là các bạn đo cái điện áp trên đầu tụ này các bạn, bên sơ cấp nha. Mình nói chứ phần thứ nhất là các bạn kiểm tra cái phần sơ cấp cho mình. Có cái điện áp trên đây nè các bạn. Hai chân của cái tụ này nè. Các bạn nhìn thấy hai chân không? Nó sẽ có điện áp khoảng, hoặc là nếu mà các bạn không nhìn thấy được cái hai chân cái tụ này thì các bạn đo cầu diốt nè các bạn, nó sẽ có hai chân âm dương nè, các bạn chích vô hai chân âm dương cho cái con IC 4 chân này nè các bạn, để các bạn đo được cái điện áp nhá, ngõ ra nha các bạn. Nó tầm khoảng 300 đến 310 volt DC nha các bạn. Đây là cái điện áp bắt buộc phải có, cho dù nó bị hư cái mạch thứ sơ cấp hoặc cái mạch thứ cấp, thì cái điện áp nguồn đầu vào cái nguồn á, đầu tiên là các bạn phải có cái điện áp này cho mình nha. Là điện áp trên đầu tụ nè. Rồi sau đó các bạn khi mà các bạn kiểm tra cái mạch đó, nó bị hư mạch sơ cấp hay mạch thứ cấp á, các bạn không cần biết đúng không, thì các bạn quan sát cho mình cái cuộn dây thứ cấp nè các bạn. Đây là cái cuộn dây thứ cấp của cục sạc nha các bạn đo cái điện áp thôi là các bạn được xác định được một nơi không có điện áp bên cái cuộn dây thứ cấp này á, là cái phần sơ cấp, mạch sơ cấp nó bị hư. Thì các bạn cô lập coi nó, các bạn đo điện áp này ra rồi coi cái kiểm tra cái con IC dao động đó các bạn, nó có bị hư không nha các bạn. Nó, nếu mà trường hợp nó bị cháy nổ, nó sẽ có mấy con điện trở nó bị cháy theo nha các bạn. Thì các bạn tra coi cái mã số, cái tên, cái số hiệu ở dưới trên con điện trở coi. Trường hợp mà nó bị cháy đen thì các bạn khó khắc phục nha, tại vì các bạn không biết cái mã SIMA, cái sơ đồ của nó các bạn sửa chữa. Còn nếu mà trường hợp mà các bạn thấy trên cái đây nè, mấy con điện trở dán nè các bạn, nó ghi mã cái mã số, thì các bạn có thể đập tìm cái con điện trở tương đương mà các bạn thay vô nha các bạn.
Nhìn trên mặt này á, nó có hai linh kiện chính, chính là cầu diode nè với con IC dao động nữa các bạn. Ngoài ra các bạn kiểm tra mình cái biến áp xung ha. Biến áp xung này nó chơi tóm lại nó ít khi bị hư các bạn, hiếm khi bị hư lắm, hiếm khi bị cháy luôn á. Thì các bạn kiểm tra sơ bộ cho mình, thì các bạn cấp nguồn vô, các bạn đo điện áp nè, điện áp trên cái biến áp xung này các bạn, của bộ mặt thứ cấp, các bạn cắm vô, các bạn chích vô, các bạn dùng cái đồng hồ số hay đồng hồ kim vậy các bạn. Ở đây mình sẽ dùng một cái đồng hồ kim nha. Khi mà các bạn đo cái điện áp trên hai cái chân của biến áp xung này á mà không có áp, tất nhiên là cái phần sơ cấp nó bị hư, thì các bạn kiểm tra sơ bộ cái phần sơ cấp này, như cái con điện trở cầu chì này nè, đây có cái điện trở cầu chì nó bị cháy hay không, bị đứt hay không, rồi cái điện áp này là có hay không, rồi kiểm tra coi cái con IC này còn hoạt động tốt hay không. Trường hợp mấy cái này tốt hết thì tất nhiên á sẽ có cái điện áp ra trên biến áp xung này nha các bạn, bên thứ cấp nè. Khi mà các bạn đã lật cái bo này ra, các bạn đo điện áp biến áp xung nó có thứ cấp mà đã có, nhưng mà các bạn đo cái điện áp ngõ ra không có nha các bạn, cổng USB á trên cái tụ lọc nguồn á không có, thì tất nhiên là cái mạch này nó hư nha các bạn. Giờ mà cái biến áp xung này đã có điện áp bên thứ cấp, cái mạch thứ cấp này nó hư nha các bạn. Ở đây các bạn quan sát cho mình cái con này các bạn, đây là cái con diode đôi nha các bạn, nó giống như cái đây nè, cái hình dáng nè, có đây là con IC mà nó sử dụng trong, nó thay cho diode chỉnh lưu DC ngõ ra thứ cấp nha các bạn. Cục sạc lô đó các bạn, nó chỉ có một con diode thôi, vị trí con diode nè, lúc chỉnh lưu ngõ ra nè các bạn, một con diode thôi. Nhưng mà đối với cái cục sạc zin của mình đó, đây là mình cái con IC này các bạn, nó nằm trong cái cục sạc LC nha các bạn, sạc chính hãng luôn nha. Thì mình có vẽ ra sơ đồ của nó các bạn, đây là có chân 1, chân 3 các bạn, và chân 2 nha. Cái cách mắt trong mạch của cái con IC, cái mã số là N nè các bạn, 210A ha. Thì cái con bên cục sạc iPhone nó cũng tương tự các bạn, nó sẽ có 3 chân nha các bạn, 3 chân này là nó tương tự như cái cách mắt như thế này. Chứ mà nó hư á, nó hay hư con này thôi nha các bạn, còn mấy cái linh kiện này nó ít hư nha các bạn, chứ mấy cục dây với tụ điện thôi. Nên cái đa phần cái mạch thứ cấp này nó ít hư, mà đa phần nó hư cái mặt sơ cấp này. Nên các bạn tập trung kiểm tra cho mình cái phần này nha các bạn. Rồi cái cách mà các bạn kiểm tra, trước tiên vô các bạn cắm nguồn AC vô, rồi các bạn đo điện áp trên cái cùng thứ cấp này có điện áp ra không, là các bạn xác định được một á là nó hư phần nào, thứ sơ cấp thứ cấp nha các bạn. Chợp cái điện áp này là có thì tất nhiên là hư phần thứ cấp, thì các bạn kiểm tra phần thứ cấp. Còn chợp cái điện áp này nó không có nha các bạn, là nó sẽ hư phần sơ cấp, phần mặt nguồn vàng nè, nó không có phần này, nó mạch này hư, nó sẽ dẫn đến không có điện áp ra phần thứ cấp. Thì đây mình sẽ hướng dẫn các bạn, mình sẽ lấy một cái bo khác nha các bạn, một cái bo điện thoại bình thường thôi. Rồi mình sẽ đo cái điện áp bên cái cuộn thứ cấp của biến áp xung coi nó sẽ ra bao nhiêu vô nha các bạn. Ở đây mình sẽ dùng một cái dây cắm chắc nối nhanh nha các bạn, mình nối nhanh ra đây. Đây là cái cách mà các bạn kiểm tra bất kỳ cục sạc nào luôn nha các bạn. Tại vì cái biến áp xung của nó sẽ có 3 cuộn dây, một cuộn thứ cấp, một cuộn sơ cấp, một cuộn hồi tiếp. Rồi sau đây mình cấp nguồn cho cái cục sạc này, rồi mình đo cái điện áp nha các bạn. Mình hướng dẫn các bạn cách đo luôn nha, để xác định coi nó hư phần sơ cấp hay phần thứ cấp nha các bạn. Rồi mình sẽ cấp nguồn vô đây. Rồi sau đây mình sẽ dùng một cái đồng hồ kim nha các bạn. Các bạn chỉnh cho mình cái thang đo khoảng 10V AC nha các bạn. Đây mình sẽ chỉnh cái thang đo 10V AC.
Rồi các bạn đo cái điện áp bên phần thứ cấp coi nó ra bao nhiêu ohm nha các bạn. Nhớ chỉnh thang đo AC cho mình nha. Đây là cái phần thứ cấp nha các bạn, cái cuộn dây thứ cấp ha. Các bạn chích vô các bạn. Khi mà trường hợp mà nó ok á, cái phần sơ cấp mà ok á, là cái điện áp thứ cấp của cái biến áp xung nó sẽ có nha các bạn. Đây mình chích vô nha các bạn. Rồi các bạn không biết rõ đây nè. Kim nó nhích lên nha các bạn thấy không? Mình chứng tỏ cái điện áp bên thứ cấp á nó đã có rồi nha các bạn. Và là ok nha. Cái điện áp từ cái mạch sơ cấp nè nó qua cái biến áp xung á, nó dung hoàn, nó tách hai phần, thì cái phần sơ cấp này các bạn đã ok rồi, các bạn bỏ qua. Còn trường hợp mà nó không, các bạn đo á mà điện áp mở ra của nó không có thì các bạn tập trung cho mình kiểm tra cái phần thứ cấp thôi, coi nó hư đo coi nó bị hư con điện trở nào hoặc là hư linh kiện nào trên bo á. Nhất là cái con diode nữa các bạn, diode hay chưa, diode đôi nè, nó cặp á, hay bị hư các bạn, thì các bạn kiểm tra cho mình ha. Hoặc là cái chân cắm USB á nó bị lỏng các bạn, lỏng mối hàn hay gì á, thì các bạn trường hợp mà nó bị vô nước á, nó hay bị hư cái chân cắm bên trong nha các bạn, nó bị oxy hóa ra ten hay gì á, thì các bạn kiểm tra các bạn thay thế nha. Đây là cái cách mà mình sẽ hướng dẫn các bạn kiểm tra và cái cách sửa chữa bất kỳ cục sạc nào luôn nha các bạn, chứ không phải là riêng gì cục sạc iPhone hoặc là Samsung hay là Nokia, thì các bạn cứ đo điện áp cho mình. Đo được áp chân thứ cấp nè của cái biến áp xung là các bạn xác định được phần nào, phần thứ sơ cấp và phần thứ cấp nha các bạn. Rồi video của mình đến đây kết thúc nha các bạn. Các bạn có ý kiến thắc mắc gì các bạn cứ để lại comment dưới video nha, mình sẽ support hỗ trợ cho các bạn nha. Chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp của mình.